Trước thực tế, một số bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo mà tuyến dưới không thể điều trị nhưng vẫn phải làm nhiều bước thủ tục xin chuyển tuyến bảo hiểm y tế, gây phiền hà, tốn kém thời gian. Thậm chí nhiều người đành phải từ bỏ quyền lợi để vượt tuyến điều trị. Bộ Y tế đề xuất người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm nặng sẽ được chuyển thẳng cơ sở y tế tuyến trên mà không cần theo trình tự khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Dân đề xuất một số bệnh được vượt tuyến không cần giấy chuyển viện nằm trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế đang được Bộ Y tế xây dựng, dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 sắp diễn ra. Bệnh nhân này mắc cùng lúc 3 bệnh: xơ cứng bì, lupus ban đỏ và viêm bì cơ. Đây đều là 3 bệnh nặng phải điều trị suốt đời. Mặc dù một năm bà chỉ phải xin giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế một lần, thế nhưng mỗi lần bà đều phải mất 2 ngày ròng rã qua 2 tuyến, huyện và tỉnh để xin giấy chuyển lên Bệnh viện Gia Liễu Trung ương. Nếu không, bà sẽ phải chi phí hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Chỉ tính riêng khoa điều trị nội trú 3 ngày, Bệnh viện Gia Liễu Trung ương mỗi ngày tiếp nhận 70-100 bệnh nhân có bảo hiểm y tế đến khám và điều trị các bệnh mãn tính, khó điều trị, thậm chí bệnh hiếm gặp, cần phải điều trị suốt đời. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, nhiều bệnh nhân mới được chẩn đoán và trong đợt điều trị đầu của bệnh nên chủ động tự chi trả vì ngại xin giấy chuyển tuyến. Để một chẩn đoán và điều trị những cái bệnh lý mãn tính hiếm gặp và phải điều trị lâu dài thì cái chi phí để chẩn đoán và điều trị nó sẽ là không nhỏ. Khi mà bệnh nhân được gỡ bỏ một phần cái rào cản, những cái khó khăn trong cái quá trình chuyển tuyến thì người dân, đặc biệt những cái bệnh nhân mà mắc những cái bệnh nặng như thế này sẽ có cơ hội để tiếp cận nhanh hơn, sớm hơn, tốt hơn với những dịch vụ để chẩn đoán cũng như là để điều trị bệnh. Hiện thủ tục chuyển tuyến vẫn còn nhiều bất cập gây phiền hà cho người tham gia bảo hiểm y tế. Vì vậy, trong dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế lần này, Bộ Y tế đã có những đề xuất nhằm giảm các thủ tục, đảm bảo quyền lợi của người dân. Theo đó, dự thảo bổ sung quy định, với trường hợp người bệnh được xác định mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao sẽ được đến trực tiếp cơ sở y tế tuyến trên mà không cần theo trình tự nhưng vẫn được hưởng bảo hiểm y tế mức cao nhất. Hiện nay người dân là đang phải đi theo cái trình tự là lấy giấy chuyển tuyến trong năm từ dưới lên cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh đủ năng lực điều trị ở tuyến trên, thì với cái quy định của dự thảo luật lần này thì sẽ lựa chọn một số cái bệnh mà biết rõ ràng là người dân cần lên tuyến trên để điều trị và không nhất thiết phải có cái thủ tục chuyển tuyến và cái giấy chuyển cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Như vậy thì vừa là thuận tiện cho người dân và cũng tránh cái việc phát sinh chi phí khám bệnh chữa bệnh trùng lặp hai lần. Mục tiêu của việc sửa đổi bổ sung luật lần này nhằm giải quyết các vướng mắc bất cập phát sinh để tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, bảo đảm thống nhất với luật và các quy định khác. Vì vậy, việc điều chỉnh một số phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế phù hợp với mức đóng và yêu cầu chăm sóc sức khỏe là bài toán vô cùng khó khăn, làm sao để không làm tăng bất thường quỹ bảo hiểm y tế.